Hello, em xin chào toàn thể các bác là thợ bẫy chim nhé. Hôm nay em chuyển sang đánh chim vui đấy. Qua đấy, đánh chim vui về đi ngủ nha các bác nhé. Đấy, bác nào cần đi hút chim vui hoặc đi hút chim sẻ, chim gì thì cứ liên hệ. Liên tục các bác ạ, hôm nay nó về nó không thể xuống nhiều được. Không nhiều được thì ba con một thôi.
Ui, đấy nó lại vòng lên ngay. Ui, nó lại đi. Ui, ăn mấy con một thôi. Ui, để nó gió, gió, gió. Phẩm của em đây nhá, đánh trong vòng thì chưa chấp nhoáng chỉ còn tầm khoảng gần một tiếng thôi đấy, đã biết là mấy chục con này không chưa luôn. Đây bàn của em đây, ngày tối rồi em cũng thu rồi, bây giờ chim nó về vẫn nhiều nhưng mà thôi các bạn, này để hôm khác đánh nhá. Nếu bác nào thấy hay thì cái hay đăng ký kênh của kênh cho em nhé. Em chào toàn thể các bác và hẹn các bác video tiếp theo nhá.